Hình ảnh Trường Giang bất lực khi con gái cho mình ra rìa không chịu theo ba tí nữa khiến cộng đồng mạng một phen cười rộ lên vì sự đáng yêu của gia đình nhà nghệ sĩ Trường Giang cùng cô vợ xinh đẹp Nhã Phương. Được biết ba tí luôn là người ở bên con chăm sóc cho bé còn hơn cả vợ mình. Thế nhưng cuối cùng lại quấn quýt bên mẹ không cho cho bé khiến Trường Giang buồn rầu bất lực. Trên mạng xã hội vừa ghi lại khoảnh khắc con gái nhà Trường Giang, Nhã Phương bám mẹ không rời dây nào, còn cho cả ba ra rìa. Jelly phô mai thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Được biết, thường ngày Dad Tini luôn quấn quýt và hoạt động cùng ba, nhưng hôm nay ván cờ đã thay đổi. Bé nhà chỉ muốn ôm mẹ như thế này mà thôi. Cụ thể trong đoạn clip, Nhã Phương đang chuẩn bị livestream cho một số công việc nên nhờ Trường Giang chăm con trong khoảng thời gian này. Nam nghệ sĩ cũng nhẹ nhàng nói với con gái: "Con ơi, con đi với ba nha, để cho mẹ có công việc nè." Dù đã dùng nhiều cách thuyết phục nhưng cô con gái chỉ muốn bên mẹ ngay lúc này, đến cả ba Giang còn phải thốt lên hai từ: "Thua luôn." Cũng chính vì thế mà Nhã Phương vừa phải chăm con, vừa giao lưu cùng khán giả. Trong suốt buổi livestream, người hâm mộ nghe rõ tiếng nói chuyện lưu loát của cô con gái. Do không chú ý, nên suýt tí nữa bé nhà đã bước vào ống kính làm mẹ Phương cũng một phen hết hồn. Tuy không thấy rõ mặt nhưng dân mạng u mê trước giọng nói ngọt ngào và dễ thương của công chúa nhỏ. Sau khi đoạn clip được đăng tải, khán giả thích thú trước câu chuyện Trường Giang bị ra rìa trước con gái. Người hâm mộ không quên gửi những lời chúc bình an và hạnh phúc đến gia đình của hai diễn viên. Một số bình luận của cộng đồng mạng: "Cưng chưa kìa, nay không đòi theo ba nữa hả Destiny ơi, ba Giang hôm nay bất lực luôn rồi, con gái giờ thương mẹ luôn rồi, chúc cả gia đình năm mới hạnh phúc và nhiều sức khỏe nha, bé Destiny giọng ngọt quá." Trước đây Nhã Phương vừa chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con gái và chồng trên trang cá nhân. Cô viết: "Muốn ăn là phải lăn vô ba tí, thật hư là hai mẹ con Nhã Phương đang đến thăm trường quay muốn ăn thì lăn vào bếp của danh hài Trường Giang." Con gái Destiny rất vui vẻ khi được gặp chơi đùa và trò chuyện cùng ba, nhìn hình ảnh Trường Giang cưng chiều, quấn quýt bên con gái, cô bé thì càng lớn càng dễ thương mà dân tình không khỏi ngưỡng mộ gia đình của nam danh hài. Cô bé sở hữu đôi mắt sáng to tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn giống hệt mẹ, làn da trắng sứ và biểu cảm dễ thương của ái nữ nhà Trường Giang ngay lập tức đốn tim người hâm mộ. Có lần Nhã Phương khiến cộng đồng mạng thích thú khi đăng tải đoạn video ngắn ghi lại cảnh Trường Giang gặp lại con gái sau chuyến công tác xa nhà. Theo lời kể của nữ diễn viên, việc đầu tiên Trường Giang làm khi về tới nhà là chạy đến ôm con. Trong khi đó, bé Destiny cũng vô cùng mừng rỡ và tíu tít đón bố vào nhà. Đoạn clip cũng ghi lại cảnh Trường Giang tình cảm ôm hôn con gái và còn tự tay tắm cho con. Đúng chuẩn ông bố bỉm sữa, Trường Giang tỏ vẻ thuần thục từ cách tắm gội cho đến quấn khăn cho con gái cưng. Hai cha con liên tục trò chuyện rôm rả và nói cười không ngớt và để mẹ Nhã Phương ra rìa. Dù mới 2 tuổi nhưng Destiny đã thể hiện sự lém lỉnh và tính cách hài hước được thừa hưởng từ bố. Khi được Nhã Phương hỏi đi thương ba không, cô bé luôn miệng nói thương. Tuy nhiên, khi được hỏi về mẹ, cô bé lại dí dỏm đáp lại: "Mẹ xấu, mẹ tồ lô." Khiến Trường Giang không thể nhịn cười. Bị hai cha con Trường Giang thông đồng chọc quê, Nhã Phương tỏ vẻ hờn mát và viết lên Facebook: "Mẹ như người vô hình, hèn chi cứ nói mẹ sanh ba, bốn đứa con gái đi." Hừm, được cả hai cha con, nữ diễn viên thậm chí còn đùa rằng với tình cảnh này, có lẽ cô sẽ bỏ nhà ra đi. Có thể thấy, tình cảm và sự khăng khít giữa hai cha con là vô cùng bền chặt. Trước đây, Nhã Phương cũng không ít lần thừa nhận con gái bám bố hơn vì anh rất cưng con và thường bày nhiều trò vui cho bé. Trong những lúc Nhã Phương bận công việc đi vắng, Trường Giang lúc nào cũng tự tay chăm con và đưa con đến trường. Chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc bình dị của gia đình Nhã Phương, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ đến cặp đôi. Một tài khoản bình luận: "Cả gia đình dễ thương quá, bé cưng ơi là cưng, bữa nào cho em bé lên sóng Phương nhé." Người khác lại bày tỏ sự cảm thông và an ủi nữ diễn viên: "Mẹ Phương đừng buồn nhé, người ta nói con gái là người tình kiếp trước của bố đó." Vài cư dân mạng còn tỏ vẻ vô cùng thích thú với phát âm hài hước của con gái Nhã Phương: "Nghe tổ lô là biết câu này ai dạy bé rồi nha, gia đình của chị Phương vui quá đi thôi." Kể từ ngày sinh bé Destiny, cả Trường Giang và Nhã Phương đều thống nhất giấu mặt con gái trước công chúng. Cặp đôi muốn bảo vệ sự riêng tư và chỉ công khai một khi Destiny đủ lớn và được bé đồng ý. Dù vậy, Nhã Phương vẫn rất thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, khoảnh khắc gia đình cô hạnh phúc bên nhau. Nữ diễn viên cũng bày tỏ cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhờ có Trường Giang, Nhã Phương tự tin quay trở lại với công việc nhưng vẫn có thể cân bằng thời gian chăm sóc gia đình. Thấu hiểu tâm tư và những lo lắng, mặc cảm của vợ, Trường Giang luôn ở bên động viên, san sẻ mọi khó khăn, vui buồn với Nhã Phương. Cô từng thổ lộ: "Anh xã nói tôi mà khổ chắc không ai sướng hơn đâu, thật sự tôi sướng hơn người khác nhiều lắm. Chồng đã ở bên giúp tôi mọi việc để tôi thoải mái tâm lý, tự tin lấy lại vóc dáng thon thả. Anh nghiên cứu nấu nhiều món ăn ngon giúp tôi có hình thể, làn da đẹp. Ngày tôi bước ra khỏi nhà, được mọi người khen đẹp hơn sau sinh tôi rất hạnh phúc. Tôi biết ơn ông xã thật nhiều. Tôi tự hỏi trên đời này có bao nhiêu người phụ nữ may mắn như mình, bao nhiêu người có chồng tâm lý như tôi."
Nữ diễn viên thừa nhận là nghệ sĩ nên cô mang tâm lý bản thân phải luôn xinh đẹp, nhất là những khi ra đường, gặp gỡ khán giả. Nhã Phương quan niệm, chăm chút dung nhan, để mình luôn đẹp cũng là một cách tôn trọng người hâm mộ và đáp lại tình cảm các fan luôn yêu thương, ủng hộ mình. Cảm giác khi đứng trước gương và thấy mình xấu xí sau sinh thật khó diễn tả. Tôi vẫn ý thức làm mẹ là thiên chức thiêng liêng, là niềm hạnh phúc nhưng thật sự rất khó để vượt qua những thay đổi về ngoại hình, tâm sinh lý trong giai đoạn đó. Nếu mà phải liệt kê hết ra những khoảnh khắc của hai bố con nhà bé Destiny thì kể không sao cho hết vì độ đáng yêu này. Trong đoạn clip, ông xã Nhã Phương đóng giả làm người bán đồ uống, còn con gái Destiny làm khách hàng. Điều làm người hâm mộ bật cười là sự ngây thơ của cô công chúa nhỏ khi muốn mua đồ uống nhưng lại đòi thiếu nợ. Cùng với đó, ông bố bỉm sữa Trường Giang cũng rất chiều chuộng và nhí nhố theo nhóc tì. Qua đây đủ thấy Trường Giang và Destiny gắn bó thân thiết đến mức nào. Từ khi bé Destiny ra đời, Trường Giang dành rất nhiều thời gian ở bên con gái. Đủ thấy nhóc tì đã trở thành một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của anh. Trường Giang tự tay đút cho con ăn, tắm cho con, đón con đi học, chơi cùng con. Thậm chí nhiều lúc Nhã Phương còn phải than thở rằng con gái quấn bố hơn mẹ, cô thường bị cho ra rìa. Có lần cô vợ Nhã Phương livestream ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của hai bố con. Mở đầu livestream là khung cảnh Trường Giang và con gái đang vui vẻ thả thức ăn cho đàn cá koi dưới ống kính của Nhã Phương. Bé Destiny vô cùng thích thú khi cho những chú cá koi ăn. Trong một khoảnh khắc quay mặt lại nhìn mẹ, nhóc tì đã lộ rõ gương mặt xinh xắn, đáng yêu của mình. Có thể thấy, Destiny có khuôn mặt khá giống Nhã Phương với đôi mắt to tròn, hàng mi cao vút, sống mũi cao. Sau khi thả thức ăn cho cá koi, bé Destiny vào nhà uống sữa. Còn vợ chồng Trường Giang Nhã Phương thì tiếp tục giới thiệu với khán giả về mảnh vườn xanh mát của mình. Khu vườn của gia đình nam danh hài trồng khá nhiều cây trái, rau củ quả. Bên cạnh đó, cây ăn trái này cũng vô cùng chĩu quả. Ngay khi bé Destiny quay trở lại tìm ba mẹ, Trường Giang liền hào hứng dẫn con gái đi chơi đùa. Nam danh hài nắm lấy tay ái nữ và dẫn đến khoảng sân cát trắng đuổi bắt nhau và cùng chơi đá bóng. Theo đó, cách chơi đùa với con gái của Trường Giang được nhiều khán giả chú ý. Trong khi chơi đuổi bắt, bé Destiny vô tình vấp và ngã lăn xuống cát. Ngay khi thấy con gái ngã xuống, Trường Giang liền nhanh chóng giả vờ ngã ngay bên cạnh bé để bé không cảm thấy yếu đuối và có thể tự mình đứng dậy. Thấy vậy, Nhã Phương liền cổ vũ con gái rằng hãy đứng dậy và đến đỡ ba Giang. Dù chỉ là khoảnh khắc nhỏ nhưng khán giả lại đặc biệt thích thú cách dạy con đầy tinh tế của vợ chồng nam danh hài. Không chỉ vậy, Nhã Phương còn được dịp than thở với khán giả rằng cô đã bị mất chồng bởi ông xã và con gái luôn quấn quýt chơi đùa cùng nhau mà bỏ rơi mình. Gương mặt bất lực và những lời trách yêu của bà xã Trường Giang khiến khán giả không khỏi bật cười. Trước đây, vợ chồng Trường Giang Nhã Phương từng cho biết sẽ giữ kín diện mạo của con gái đầu lòng. Cặp đôi chỉ khoe góc nghiêng hoặc bóng lưng của bé. Nam danh hài cho biết anh không muốn công khai gương mặt con vì để bảo vệ tuổi thơ cho Destiny tránh sự soi mói của khán giả. Trường Giang từng tâm sự trong một bài phỏng vấn, tôi không muốn người ta đụng chạm con mình nhiều. Là người của công chúng thì phải chấp nhận chuyện người ta xăm soi, còn giấu đi là chuyện của mình. Khi nào con nói muốn mọi người biết nó là con của tôi thì tôi sẽ công bố, chứ giờ tôi phải tôn trọng con. Nhiều người soi con quá cũng thấy tội. Có thể thấy hiện tại, bé Destiny cũng đã lớn hơn nên vợ chồng nam danh hài cũng khá thoải mái trong việc chia sẻ ảnh của con. Mọi khung ảnh có sự xuất hiện của con gái Trường Giang đều được khán giả đặc biệt quan tâm. Nhiều người suýt xoa trước vẻ ngoài đáng yêu, xinh xắn của nhóc tì này. Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất về chuyện sao Việt tại ống kính hậu trường nhé!